Anh em lia xung quanh để cho anh em biết cái không khí mua hàng của cái ngày sinh nhật vàng. Trước mắt các bạn là cảnh bán hàng ngày sinh nhật vàng của Rượu Thông Minh .vn vào buổi tối ngày 23. Đúng rồi. Và quan trọng nhất trong tối nay là rất là nóng hổi, chúng tôi đã chủ nhân của chiếc iPhone 5 với giá chỉ 2 triệu đồng đã xuất hiện, và đó là hot girl Quỳnh Anh. Ống kính quay sát là Quỳnh Anh nhé. Quỳnh Anh hôm nay đi cùng một người nói thật buồn nhé, không đẹp trai lắm. nhưng chắc chắn là bạn có khuôn mặt rất là lương thiện. Lương thiện, nếu mà có một tí theo cái gọi là cách nhìn người ấy, thì mình đánh giá là bạn này còn tương đối tốt thiện. Các bạn có thể nhìn cái chiếc này. Chúng ta cầm trên tay phiên bản iPhone 5 mô hình. Mạ vàng, thực ra nói mô hình để cho anh em mà đỡ cướp thôi. Tí đi về cẩn thận nhé. Tí thôi, con bị mặt đánh thôi. Là chỉ dựa vào cái bức hình nền trên iPhone thì chúng tôi đã có thể xác định được đây là một cặp mà mình không nên cười với cô gái này nhiều quá. Phỏng vấn một chút nhỉ, bạn Quỳnh Anh, bạn tên đầy đủ là Quỳnh Anh. Quỳnh Anh. Mình sẽ hỏi chút là bạn trên cái cương vị của cái người tham gia mạng xã hội Facebook ấy, thì thường chắc bạn gặp nhiều những cái sự kiện mà tổ chức vừa rồi của mình đúng không? Này nhiều. Cái tính tin cậy vào chương trình hay là gì của bạn nó thế nào mà khi bạn ấy không dẫn sản phẩm à? Không dẫn sản phẩm. Thực ra thì cái iPhone 5 cũng là cái sản phẩm mà được quan tâm nhiều nhất. Mai anh sẽ đăng một cái sản phẩm hot tương tự. Thế ạ? Dạ. Một công ty với chỉ 5 triệu đồng. Anh sau khi anh đăng cái đấy xong, chắc chắn là anh sẽ có ở trên mỗi mạng có này, anh sẽ có ở trên trang gọi là hội những người không đỡ, những người không đỡ rồi. Các nam style đây nhá. Quỳnh Anh đến từ đâu nhỉ? Em ngay từ khi đăng bố bạn nhận giải thì các bạn đã nói rằng là bạn đang từ bơi qua hồ Gươm từ bờ này sang bờ kia để đến Rượu Thông Minh. Bạn là cậu Hoàn Kiếm ạ? Vâng. Có nhiều người nói là bạn là người nhà của mình. Ông kính sẽ quay rõ theo là xem bạn Quỳnh Anh có giống em họ của mình không? Mặt rất là to. Bên này mặt rất là nhỏ luôn. Còn bên này người ta có câu. Thực ra ấy thì có nét giống nhau, anh thì là Lam Thanh, còn bạn đây là Lữ Tú. Còn khác nhau là gì nhỉ? Trông bạn ấy có vẻ trắng hơn anh rồi. Còn bạn trai bạn có tên là gì ạ? Bạn thế trưởng. Thế là anh có thế đâu, anh gia trưởng. Xưa bố mẹ bạn là bố mẹ bạn chắc là có là có vợ đúng không? Bạn thế trưởng là cái tên rất là mạnh. Bạn dùng iPhone 5 rồi. Bây giờ bạn gái lại trúng thưởng một con iPhone 5 giá gần như là trúng thưởng. Bạn đánh giá sao về cái sản phẩm iPhone 5? Theo bạn thì cái nó có thực sự đình đám và đáng dùng như người ta đang mê mệt về nó không? Nói chung thì sử dụng thì nó đơn giản, tiện ích với lứa tuổi như lứa 1, lớp 2 thì cũng có thể là sử dụng con này. Bắt từ xa bên tới coi như là nhắn tin mọi thứ nó có thể là rất là dễ. Mình nghĩ là một cái điểm nữa là iPhone 5 rất là dễ chế tác cho những cái tuyệt phẩm, bởi vì nó kết hợp được hai yếu tố công nghệ và nghệ thuật. Cái iPhone 5 của bạn mình nhìn mưa, nhưng mà nếu có điều kiện thì nên làm thêm con rồng ở đây. Đó, làm thêm con rồng ở đây. Con rồng. Con rồng. Em tuổi gì? Tuổi run rồi bây giờ. Chưa ra đâu rồi đâu rồi. Không cần ra cầm cái gì đâu. Em xuất con iPhone 5 iPhone 5 tiến vào đấy. Mèo. Tí nhăn lên đi. Xin lỗi vì hôm nay là bên bộ phận
chất âm thanh và ánh sáng của anh chưa hoàn thiện, anh sẽ đệm nhạc. Wow. Choan. Lại. Bình thường anh hôm nay anh có kiểu như anh có bò bò cái tiểu sử em ấy. Anh hôm nay có xem mấy bức hình, nói chung là xinh hết đấy. Nhưng ngoài đời nếu mà ở Trung Quốc nhìn xinh thì nó không thấy cái độ thiện cảm mà ngoài đời thấy không hết. Chào chưa? Cảm đấy chuẩn bị. Đấy, anh vào đây. Tí nữa cho anh ba phóng hết. Để đâu? Em tiếp tục quay một cái đóng ấy, cái nhà kỷ niệm này. Trước cái album này là phiên bản của nguyên sim chữ ký hoạt, nghĩa là bạn bóc ra cắm sim vào là nó sẽ kết nối với server và sau này bạn rõ đây chính là sim cái hàng của mình ở trên Apple. Và bạn cho mình xin một câu phỏng vấn nữa. Là Quỳnh Anh bây giờ hiện tại đang học hay đang đi làm? Em đi học. Đang đi học trường gì? Đây là siêu phẩm ngày tiếp theo. Học trường gì? Cao đẳng mẫu giáo. Mới mở. Kinh tế quốc dân. Kinh tế quốc dân là trường, một trong những trường rất là cơ bản. À đấy ạ, trường các bạn kia. Quý. Ok, bạn có thể tự tay bạn anh Huy ạ. Đây là bạn là có biết bóc siêu không? Bóc siêu là một cảm giác mà rất là sung sướng. Nhưng mà cái bóc bạn có tàn nhẫn. Thấy hướng lên đi ạ. Người ta bóc ấy, người ta thường như này này, người ta tìm cái chỗ nào mà có thể luồn được. Xong rồi người ta cho móng tay vào, người ta luồn nó ra. Còn như cách của bạn thì là xé siêu. Ba lát của mình. Đấy, đúng không? Mình nuôi móng tay chỉ để một lần bóc siêu. Anh nói chung là nó không nghe mình. Có mình phải đặt chân với nó. Nhưng mà bạn có biết một điều không? Một điều mà cái cảm giác của người mua ai cũng đang đúng không? Hồi hộp với những cái sản phẩm khác. Đó là cái sản phẩm mình bóc ra nó có thể bị xước hay không? Rồi, cái đấy là do một cái câu trong quá trình sản xuất bán cổ. Và theo kinh nghiệm thì có một số sản phẩm bị xước. Lúc bạn mua con này nó có bị xước không? Không nhá, cái con này mình hy vọng thế đi nhỉ? Hy vọng. Thế nhiệt lượng mà mở ra là? Bạn vì sao lại nó sản xuất thì cái viền nó phức tạp, đừng không ai bóc thế, bóc mình không được nhẹ nhàng thôi, như này này lắc. Vâng. Bởi vì nó thiết kế theo hộp ngược này, nhiều người mà không biết cách cầm ấy nó cứ cầm ngược này nó sẽ rơi xuống. Choang. Bạn cầm trên tay và quan sát xem chiếc iPhone 5 này nó có gây sự hồi hộp gì không? Nếu mà nó chưa hoàn hảo thì bóc con khác nhỉ? Thử so sánh với một chiếc iPhone 5 đã chế tác và một chiếc iPhone 5 còn nguyên từ Apple. Đẹp nhỉ? Yeah. Theo bạn thì nếu bạn gái iPhone 5 này bạn sẽ có làm cho bạn phiên bản tương tự này không? Thực ra cái này thì cũng đang nghiên cứu ở nhà để mình làm. Mình nghĩ này nhá, mình sẽ làm một cái mà bây giờ nó có một cái hình gì đó nó răng cưa. Bên này thấy xong hai cái thì chạm vào nhau cả. Đấy, kiểu như cái bát trước khi chia tay nhau nó đập cái bát xong sau này gặp nhau. Bây giờ mình cũng làm thêm, mình làm hai cái răng cưa đây, xong khi gặp nhau cho ăn cả. Quý anh trước kia đã dùng iPhone chưa? Ba ghé là một sự lên đời, nó gọi là nhảy vọt. Đây, cứ để cho em cái vinh dự đấy. Lần đầu tiên được. Ôi, đã cắt sim sẵn rồi. Phải chăng đây là một lời nói dối? Sim này không thể cắm vào ba iPhone 3 ghé được. Có ạ, đây này. Cắm được không? Cắm được. Hay đúng không? Có cái... Đây ạ. Cắt lấy mà. iPhone 3 em. Để lại. Ôi bạn này dùng giữ thế.
Nhiều lắm. Con này bán 1 triệu. Triệu mốt đến tiền luôn. Đây mình sẽ chuẩn bị là chọc cái khe sim của nó ra. Đây là mình là có vinh dự người đầu tiên được chọc nó ra. Đây là cái que chọc sim mà đã theo mình chi chiến suốt bao nhiêu năm qua. Chỗ nào cũng chọc. Không, chỉ có một số chỗ thôi. Tuy nhiên thì ở đây mình sẽ được vinh dự này. Anh nói cho biết nhá, chọc là phải chọc vuông góc. Nghiêm cấm tất cả những cái hành động chọc sim, chọc không thẳng, không góc kia. Dùng quá. Yếu quá. Công nhận là cảm giác nó cũng sung sướng cho dù là nó là không phải của mình. Nhưng mà thôi, cũng an ủi là mình là người đầu tiên được chạm vào nó. Không ngờ lại cái Con này làm càng quay phim chung đến mạng ấy nổi tiếng đấy. Đây là lần đầu tiên chiếc sim được vào đây. Con này để cô bạn là một người may mắn nhất trong rất nhiều người. Để dành cái phim này cho bạn. Bạn có cảm tưởng gì khi tiếp xúc với phong cách bán hàng của chị? Có cái tiền lên đây. Cảm ơn bạn nhé. Ok, cắt.